Xin chào quý bà con. Hôm nay, tôi xin giới thiệu quý bà con sản phẩm bí đỏ mới của Én Vàng. Đó là cây bí đỏ BV03. Bà con hay gọi là bí siêu dẻo. Loại bí này ăn rất ngon và dẻo. Cây khỏe, kháng bệnh, năng suất cao, trái dài, đặc ruột, ít hạt. Thời gian sinh trưởng là 65 đến 70 ngày. Khoảng cách cây nhân cây là 1 mét. Phân trẻo tốt, trái rất nhiều, bông to, nặng ký. Tỷ lệ đậu trái cao, vỏ dày, vận chuyển xa, bảo quản được lâu, không bị nấm trái do thời tiết. Bí đỏ BV03 được đóng gói 100 hạt trên một gói, một thùng 300 gói. Và đây là ruộng bí đỏ BV03, trồng tại nông trường, Cần Thơ. Cây bí được 12 ngày, rất khỏe, không thấy biểu hiện sâu bệnh. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nhé. Xin chào quý bà con. Hôm nay, tôi xin giới thiệu quý bà con sản phẩm bí đỏ mới của Én Vàng. Đó là cây bí đỏ BV03. Bà con hay gọi là bí siêu dẻo. Loại bí này ăn rất ngon và dẻo. Cây khỏe, kháng bệnh, năng suất cao, trái dài, đặc ruột, ít hạt. Thời gian sinh trưởng là 65 đến 70 ngày. Khoảng cách cây nhân cây là 1 mét. Phân trẻo tốt, trái rất nhiều, bông to, nặng ký. Tỷ lệ đậu trái cao, vỏ dày, vận chuyển xa, bảo quản được lâu, không bị nấm trái do thời tiết. Bí đỏ BV03 được đóng gói 100 hạt trên một gói, một thùng 300 gói. Và đây là ruộng bí đỏ BV03, trồng tại nông trường, Cần Thơ. Cây bí được 12 ngày, rất khỏe, không thấy biểu hiện sâu bệnh. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nhé.